có số báo danh. À, cô ấy có số báo danh. Đầu là số 2. Tên của cậu ấy 4 chữ. Cô nào cũng 4 chữ. Ủa vậy hả? Dạ. Và cô ấy là 218 Phạm Hồng Thúy Vân. Xin được chúc mừng Phạm Hồng Thúy Vân với danh hiệu Á Hậu 2 Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019. Vương miện Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2019 được mang tên Brave Heart, trái tim dũng cảm. Hy vọng chiếc vương miện Hoa Hậu Hoàn Vũ Việt Nam năm 2019 sẽ mang lại nhiều may mắn, song hành cùng tân hoa hậu không chỉ trong hành trình lan tỏa vẻ đẹp nhan sắc mà còn truyền cảm hứng về trái tim dũng cảm và giàu lòng nhân ái. Và người tiếp nhận đó là đương kim hoa hậu Việt Nam Hoàng Nhẹ. Vài phút nữa cô ấy sẽ gửi trao chiếc vương miện này cho tân hoa hậu. Khoảng 2 bước. Thưa quý vị, hiện nay vùng sáng duy nhất mà chúng ta thấy trên sân khấu, nơi mà hai cô gái đang rất là hồi hộp để biết được một trong hai sẽ được xướng tên là tân hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019. Trước khi công bố kết quả này, tôi muốn hai bạn ghi nhớ điều này. Hãy nhớ rằng nếu vi phạm bất kỳ những lý do gì và hoa hậu không thể đảm trách được thì Á Hậu 1 sẽ là người thay bạn đảm nhận lại vai trò của hoa hậu cho các hoạt động của ban tổ chức giao phó sau này. Tôi hy vọng hai bạn nắm chặt tay nhau hơn. Và dĩ nhiên tôi sẽ xướng tên hoa hậu, người còn lại sẽ là Á Hậu 1 của cuộc thi. Và tôi cũng không có ý định đọc lộn hoa hậu đâu. Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2019 đã thuộc về quý vị bình chọn trai. Xin chúc mừng Nguyễn Trần Khánh Vân. Xin được trân trọng kính mời lên sân khấu Mr. Aya Gotikin to be on stage to deliver the prize for the winner. Chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Aya Gotikin, đại diện nhà tài trợ trao SAS, và ông Nguyễn Đắc Tài, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, sẽ trao hoa và giải thưởng cho Á Hậu 1 Nguyễn Huỳnh Kim Duyên. Trưởng ban tổ chức cuộc thi xin chào sáng cho tân hoa hậu.
Chúng tôi trân trọng kính mời ông Nguyễn Tấn Quân, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, Phó Bí thư Thường trực tỉnh Khánh Hòa trao hoa. Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Tổng Giám đốc Nam Á Bank trao giải thưởng cho Tân Hoa Hậu. Và xin mời bà Bùi Thị Mỹ Cảnh, nhà sáng lập thương hiệu Long Beach Bird, đơn vị tài trợ hương miệng và trang sức trao hoa và cùng chụp hình với khoảnh khắc đặc biệt này. Toàn thể quý vị khán giả đã ủng hộ cho Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2019 một lần nữa.